thì bây giờ em dòm là bắt đầu là hột gà nó quện như ba đơ rồi. Em thấy nó như clump vậy, nhưng mà không sao, khi em đổ bột với nữa và nó quện nhau nhau, nó không có bị gì nữa hết. Bây giờ bắt đầu là chị từ từ chị bỏ bột vào ha. Bỏ dừa trước đi. Bỏ dừa vào. Ở đây cái công thức này thì chị dùng dừa, nhưng mà thí dụ như quý vị nào mà muốn thay thế bằng những cái loại cái vị khác hoặc là, thì mình có thể thay thế không, thí dụ như almond hoặc là vân vân. Được em, mình có thể dùng almond. Rồi bắt đầu bây giờ mình cho bột vào em ha. Mình cũng cho hết vào được luôn. Mình cho hết vào được luôn, tại vì cái số lượng nhỏ em thì mình cho vào được hết. Đó, rồi em nhặn nhẹ nhẹ trước cho quậy đều với nhau, xong rồi bà có dặn mạnh lên. Thực ra là cái đô này đó, khi mình làm đó thì em khi mà em quậy xong đó thì cái đô rất là mềm, nó break apart, không thể nào mà em cán được. Cán được liền thì em phải để trong tủ lạnh ít nhất cũng phải 15-20 phút để cho nó cứng cứng, cho nó cứng lại đó. Thì em thấy bây giờ bắt đầu quậy nhau rồi, thấy chưa? Rồi để chị ngừng lại ha, mình cào dưới cho nó sát đi lại. Sau khi mình đã làm xong cái bột, em thấy thì không thể nào mà mình cán được. Đã, bây giờ chị để cái bột như thế này để cho cái bột mình không bị dính đó em. Dạ. Tại nó quá ướt. Nhắn đều ha. Rồi mình lấy cái bột ra. Trước khi lấy cái tay chị cũng phải cần có bột. Để cho nó khỏi dính. Không phải dính cái tay của chị. Thơm ghê em ha. Dạ rất là thơm. Thơm mùi dừa. Thơm mùi dừa, cũng có một chút mùi vani nhưng mà chủ yếu là mùi dừa. Chị lấy ra hết rồi, chị cho em coi. Rồi sau khi mình làm xong đó thì một nữa chính lắm, em phải chờ hai tay. Rồi bắt đầu mình cán nó ra. Chờ cái như vậy thì em cán mới không có bị lâu. Yeah. Mà dễ cán cho em phải cho nó ra đều. Rắc cái xíu bột lên. Xin lỗi quý vị nha, cái Thủy đã rửa tay sạch sẽ rồi nha. Rồi, đó em chỉ cho chút xíu bột vô thôi. Yeah. Chị đừng nhấn đó. Rồi, cái đây là phần bột mình đã xong. Thì nó còn mềm lắm quý vị, mình không thể nào mình cán được, mình phải bỏ vào tủ lạnh. Yeah. Rồi. Thì khi mình bỏ vào tủ lạnh ít nhất cũng là khoảng nửa tiếng hoặc là từ 45 phút. Để cho nó mới nó đủ mới, cứng. Đủ cứng thì rồi. Mình mới đem ra mình cán. Rồi, cái này là phần bột mình đã làm xong. Rồi, rồi bây giờ đó ha, cái phần này mình cũng nên để một chút xíu bột cho mình để em không có dính. Dạ. Rồi đây là cái bột của mình. Thì sau khi mà mình làm bột xong rồi thì cái miếng bột nó như thế này. Một cái cán của mình. Thì em thấy không, mình đừng để lạnh quá thì mình cán rất là dễ. Cái tấm thép này nó hơi nhỏ với chị đó. Em cán sao mà cho vừa đủ trong cái đường này của nó. Mình cán thường thường á, cái miếng bột của mình á, nó dày cỡ bao nhiêu là ăn là nó vừa phải chị? Tùy em, nó dày vào khoảng chừng một one inch. Yeah. Một inch là khoảng cỡ này phải không em? Một inch. Yeah. Yeah. Em đừng để nó. Mà nếu mà em làm mỏng quá thì khi mình để filling vào đó thì cái filling của mình nó bị gãy đi. Yeah. Hay hoặc là nó bị có lỗ đó. Yeah. Nó để xuống nó mỏng quá đó em. Thành ra là em nghĩ là để chừng khoảng một inch hay nửa inch thôi. Nửa inch. Bây giờ là cho chị để lên đây ha. Yeah. Em nhìn giùm chị nha. Chị để vào.
đó là cái phần bột của mình bỏ vào trong cái khuôn. Còn cái phần bột dư mình làm gì chị? Cái này dư đó em. Em biết làm gì không? Mình có thể nặn ra, mình có thể mình làm bánh. Mình nướng làm bánh, mình nướng những cái khuôn hình trái tim. Mình có làm được hết á. Hoặc mình có thể cứ giữ lại để mai mốt lần sau mình làm tiếp. Yeah. Rồi bây giờ cho để quên. Đây, bây giờ mình đã xong rồi em thấy không? Bây giờ phần kế tiếp của mình đã là mình có một cái phốt này. Nhưng mà Bích Thủy chỉ cho quý vị coi ha, là bây giờ mình để vào tủ lạnh khoảng chừng 10 phút cho cái đô nó cứng, tại vì mình thích thì nó tay nóng, đô nó hơi mềm. Em rời thử coi phải không? Đô nó mềm đi. Cái phần chỗ này chị thấy nó hơi hủng nè, mình em có thể cho giá chút xíu. Em nhìn thấy đó, tại vì khi mà mình bỏ filling chị không muốn nó bị chảy ra ngoài. Đó, em chỉ thách chấp nó một chút xíu là nó sẽ dính nha. Không thấy gì nữa hết. Sau khi mà mình để chừng 5 phút đó quý vị, cho cái đô nó cứng lại. Em rời coi, cứng rồi phải không? Rồi bây giờ là chị dùng cái phốt, hay hoặc là anh có một cái tâm cũng được nữa. Em phải xăm lỗ chút xíu. Em biết tại sao không? Dạ tại sao vậy? Nếu em nói trúng là chị thưởng em đi ăn cùng bữa nay cho chị. Chắc là để cho nó không có bị hấp hơi à? Đúng em. Khi mình làm như vậy đó, thì khi mình nướng đó thì cái hơi nóng nó sẽ ra, thì nó không có, nó rút xuống, nó không có mà bị nổi lên, nó phồng phồng lên đó. Ủa nhưng mà cái này là chị chỉ cho em một chút xíu thôi hay là cho không không mình chỉ thẳng là xuống như thế luôn thôi, chút xíu thôi em. Chứ không có thẳng xuống, chút xíu vậy nè, thách vậy nè. Chứ không có đụng tới cái khay. Không có đụng tới khay rồi cái nếu mà em đổ filling vô nó sẽ chảy xuống dưới sao đó. Rồi mình làm xong vậy quý vị ha. Rồi bây giờ đó là khi mình nướng cái thớt này đó, là Bích Thủy có một miếng cái phôi hay hoặc là một miếng giấy trắng cũng được, quý vị phải để lên như vậy. Để chi biết không? Em biết tại sao không? Dạ tại sao ạ? Cái thứ nhất đó là mình cover cho đừng có bị cháy khét cái bên dòng rìa này. Và cái thứ nhì nữa đó, khi mình nướng cái bánh này đó, mà khi mà cái tổ thông hơi nó lên thì nó sẽ nổi lên. Nó nổi lên nhưng mà mình nhờ có cái này để mà cho mình giữ lại, nó giữ lại cho đè xuống lại. Đó, đây, đây là nếu mà em không có những cái hộp này đó thì em có thể mua loại pin. Tất cả những loại pin ở trong chợ đó, như một bịch pin loại đậu này, loại đậu, đậu gì cũng được hết, là pin sống đó em. Rồi em về em cứ để lên. Và bây giờ mình để preheat cái oven của mình trước 300 độ. 300 độ. Và bây giờ mình đem mình nướng. Mình nướng. Đó, thì sau khi mà như Bích Thủy nói đó là mình nướng xong đó thì nó ra như vậy đó em. Em thấy chưa? Thấy rất là vàng nhưng mà không có bị khét. Và thấy cái mặt bánh ở dưới đó, cái phần cái đáy cái bánh thì nó cũng phẳng phiu, nó không có bị nhăn, không có bị hơi phồng lên. Mà em thấy là chắc là tại vì hồi nãy chị Bích Thủy có xịt cái dầu rồi. Cái dầu spring. Dạ cho nên bây giờ mình thấy cái bánh nó cũng tự chóc ra rồi. Bánh nó tự chóc ra. Dạ. Rồi bây giờ là bắt đầu Bích Thủy lấy ra nha. Dạ. Rất là dễ lấy quý vị. Cái khuôn bánh này nó có cái đáy rời cho nên mình chỉ cần đẩy lên một chút. Rồi đây là cái ganache mà Bích Thủy để ra trong tủ lạnh liền, để mình có mình xài liền được. Nó hơi sạch như vậy ha. Bây giờ bắt đầu mình làm decorate. Mà trước khi mình làm đó, thì khi mình để vô trong cái tray mình muốn không có bị mà cái tray nó bị cái bánh mình không có chảy á. Nó chảy ra nó xách tới xách lui đó em. Mình cho chút xíu này lên, mình để lên. Đó. Là cái ngát luôn. Dạ. Bây giờ là không có xúc xích gì hết. Dạ. Rồi bắt đầu làm cho filling vào. Bữa nay là Bích Thủy cho Teresa ăn bánh ngon nha. Tại sao mà mình phải bỏ cái filling vào trong cái bao? Tại sao mình không có đổ thẳng vào? Tại vì chị muốn làm đẹp. Cái này hồi nãy là sau khi làm xong, nếu mà nó có hai cách. Teresa hỏi rất hay, là tại vì Bích Thủy khi mà lỏng quá đó thì mình đổ vô nó sẽ chảy ra, mà Bích Thủy để hơi lạnh thành ra là nó hơi cứng. Thành ra là mình nặn ra đẹp hơn là mình để vô két như vậy nó không có đẹp. Cái này là mình làm kiểu. Yeah.
đâu. Nhưng mà quý vị nào thí dụ như mà muốn dùng như blueberry, hay hoặc là raspberry, bất cứ những cái loại trái cây nào quý vị thích thì mình cũng có thể thay thế được. Thủy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình những món tráng miệng Bích Thủy, và hy vọng rằng hôm nay cái món này sẽ đem lại là một bữa lễ tình yêu cho hai người, hay hoặc là những người mà không có tình yêu sẽ có tình yêu, những người có tình yêu sẽ có rất là hạnh phúc trong cái đêm lễ Valentine đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn chị Bích Thủy một lần nữa đã hướng dẫn chúng ta cái recipe này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.